Trung tâm Đào tạo Quản trị mạng và An ninh mạng quốc tế Athena được thành lập từ năm 2004, là một tổ chức quy tụ nhiều trí thức trẻ Việt Nam đầy năng động, nhiệt huyết và kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, với tâm huyết góp phần vào công cuộc thúc đẩy tiến trình đưa công nghệ thông tin là ngành kinh tế mũi nhọn góp phần phát triển nước nhà. Đội ngũ giảng viên, tất cả các giảng viên trung tâm Athena đều tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu trong nước như Đại học Bách khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên. Tất cả giảng viên Athena đều có các chứng chỉ quốc tế và có bằng sư phạm quốc tế. Các giảng viên Athena thường đi tu nghiệp và cập nhật kiến thức công nghệ mới từ các nước tiên tiến như Mỹ, Pháp, Hà Lan, Singapore và truyền đạt các công nghệ mới này trong các chương trình đào tạo tại trung tâm Athena. Cơ sở vật chất, thiết bị đầy đủ và hiện đại, chương trình cập nhật liên tục, bảo đảm học viên luôn tiếp cận với những công nghệ mới nhất, phòng máy, rộng rãi, thoáng mát. Cơ sở 1, trung tâm Athena, 2 Bích Đinh Tiên Hoàng, phường Đại Cao, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở 2, trung tâm Athena, 92 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đại Cao, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài ISA Server 206. ISA Server là phần mềm chia sẻ Internet của hãng Microsoft. Đây là một trong những phần mềm tường lửa được ưa chuộng trên thị trường hiện nay nhờ vào khả năng bảo vệ hệ thống mạnh mẽ cùng cơ chế quản lý linh hoạt. Mục tiêu và ứng dụng thực tế. Mục đích phải sử dụng ISA, nếu máy tính của một cá nhân không được bảo vệ bởi firewall thì khi máy tính đó kết nối Internet, tất cả các giao thông ra vào mạng đều được cho phép. Vì vậy, hacker Trojan virus có thể truy cập và lấy cắp thông tin trên máy tính đó. Ngoài ra, hacker còn có thể cài đặt các đoạn mã để tấn công file dữ liệu trên máy tính, cũng như có thể sử dụng máy tính đó để tấn công các máy tính khác. Điều này là cực kỳ nguy hiểm với các máy tính trong một tổ chức. Vì vậy, hầu hết các tổ chức đều có một hệ thống firewall để bảo vệ hệ thống mạng của tổ chức đó. Ngày nay, việc sử dụng Internet đã phổ biến toàn bộ trong các doanh nghiệp. Nhu cầu bảo mật của doanh nghiệp được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, ISA được sử dụng để chống lại các cuộc tấn công lấy cắp dữ liệu đánh sập mạng máy tính của hacker nhằm bảo vệ dữ liệu tránh các rủi ro do Internet mang lại. Chi phí thực hiện. Giả sử doanh nghiệp nhỏ gồm một máy DC được cài đặt Win Server 203 Standard, Exchange Server 207 Standard, một máy ISA được cài đặt Win Server 203 Standard, ISA 206 Standard, 50 máy Lagan xài Win OSB cài Off 203 Standard và một đường truyền Internet. Tính toán chi phí: mua license cho server, mua 2 license cho server 203, 1 license cho Exchange 207, 1 license cho ISA 206, mua 50 license cho Win OSB, 50 license cho Office 203, 50 device con cho Windows Server 203, 50 user con cho Exchange Server 207, một đường truyền Internet 20 MB, 1,2 triệu một tháng, mua máy chủ và license và mua các thiết bị khác. Tính toán chi phí, tiền mua license khoảng 330 triệu, tiền mua máy móc thiết bị lắp đặt mạng 350 triệu, tổng cộng là khoảng 680 triệu.